Chào các bạn. Hôm nay đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisako gồm có hai người là tôi là Tú và Sinh đang trên đường đến khảo sát thiết kế nhà cho chú Hu ở Dĩ An, Bình Dương. Sau đây thì xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà chú Hu ở Dĩ An, Bình Dương. Sau đây là hiện trạng nhà chú Hu ở Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương. Đây là đường trước nhà chú. Nhà cũ của chú sau này sẽ phá vỡ để xây nhà mới nằm trên đất nhà cũ. Sảnh chính của chú sau này sẽ cùng hướng với sảnh chính nhà cũ. Ngang có thể 11 đến 12 mét, sâu 11 12 mét. Sau này chú sẽ dùng nước máy bên trái nhà từ đứng từ sảnh chính nhìn vào nhà. Nước máy sẽ nằm bên trái. Này. Tại là đang đứng song song dưới đường bên hông nhà chú, sau này nước máy sẽ nằm bên trái nhà. Điện điện cột điện đứng sau này sẽ câu ra phía sau nhà, bên trái nhà luôn. Nước máy đây là hiện trạng khuôn đất của nhà chú Thu tại Dĩ An, Bình Dương. Thì khuôn đất của chú này rất là rộng nhưng mà không được vuông vắn cho lắm. Hiện trạng khuôn đất này thì đã có một ngôi nhà cũ của chú, nhưng mà phương án sau này thì xây dựng nhà mới thì sẽ đập dỡ bỏ hoàn toàn ngôi nhà cũ. Thì nhà mới này chú dự định là sẽ xây quay ra sảnh chính, thì quay ra hướng là 72 độ đông. Thì nước máy thì nhà sử dụng nước máy đã có sẵn tại vị trí bên hông nhà. Trụ điện thì phía bên này đường. Phía bên hông trái của ngôi nhà là có đường sẵn. Bể phốt thì xây dựng phía sau của ngôi nhà, thì thoát nước thì sẽ thoát nước thải sinh hoạt thì sẽ thoát ra phía cống dọc theo ngôi nhà này, gồm thoát nước của bể phốt thì sẽ thoát ra phía bên phải của ngôi nhà. Thì chú định xây nhà là có chiều rộng là khoảng từ 11 mét rưỡi đến 12 mét, còn chiều dài của ngôi nhà thì tầm 15 mét. Thì dự tính là xây là ngôi nhà chú là đi vào là sẽ là bảy bậc đi lên, phía bên này là sẽ là một bồn hoa, còn chừa chừa cái sảnh chính cho chú khoảng này là sẽ có bề dài là tầm
ngang bề dài thì tầm khoảng 11 mét rưỡi đến 12 mét và rộng thì là 3 mét 2. Còn sảnh phụ thì đi ra phía bên này. Còn về công năng của ngôi nhà bên trong này thì chú dự tính là gồm có là công năng là đi vào bên này thì sẽ có, mới vào thì sẽ có một phòng khách kết hợp với phòng thờ ở phía trước. Phía sau là phòng bếp cộng ăn. Phía bên phải này sẽ gồm có một phòng sinh hoạt chung. Còn không gian phía sau này sẽ thiết kế cho chú là một phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một vệ sinh chung của tầng trệt. Thì điểm lưu ý nữa là cái hai cửa đi, hai cửa bên ra sảnh phụ và ra phía sau khuôn đất nhà của chú thì chú muốn là làm cửa là cửa sơn, cửa sắt sơn tĩnh điện kết hợp với kính cường lực. Còn một sẽ đi từ phòng khách đi ra phía sau khuôn bếp là sẽ đi theo phía bên này, phía đi dọc theo ngôi nhà lên phía sau. Rồi cầu thang thì đi lên phía bên này, không gian bên này là sẽ đổ thêm một mê nữa và lên một tầng trên. Thì về tầng trên thì tầng trên diện tích này thì sẽ gồm có hai phòng ngủ, và hai phòng ngủ là đều có vệ sinh riêng. Phía trước là sẽ làm cho chú một ban công đi ra phía trước. Thì một lưu ý nữa là nhà của chú thì chú muốn là xây gian thờ, vị trí này thì gồm có ba bức tường, ba bức tường, hai bức tường này thì hai bức tường cao khoảng từ 3 mét đến 3 mét rưỡi. Còn bức tường phía sau này thì sẽ xây thẳng lên áp trần. Thì từ phòng khách thì vào bếp ăn sẽ là một không gian mở và có này đều là trống, đều đi lại được ra phía sau. Một điểm lưu ý tiếp theo là tường phía bên này, toàn bộ tường phía bên này là sẽ là xây bằng xây gạch không trát vữa, gạch theo kiểu ngày xưa. Còn cửa cửa đi vào này thì sẽ là cửa bốn cánh, cửa gỗ bốn cánh, phía bên này vẫn có một cửa nữa. Còn vị trí mà đánh dấu đỏ này là dấu đỏ này là sẽ là khu vực này là sẽ thay vì mà làm cửa sổ thì chú không làm cửa sổ mà sẽ xây tường cao khoảng 8 tấc và làm một khung kiến cương lực chỉ dọc theo bức tường này, và này cũng là khung kiến cương lực chứ không làm cửa sổ. Còn phía bên trước phía sảnh chính này thì sẽ làm lan can tay vịn inox ở vị trí này. Còn một đặc điểm lưu ý tiếp theo nữa của nhà chú là về phần mái, thì mái này là phần mái che của phòng khách và phòng bếp. Còn mái phía bên này là sẽ là mái của nhà một trệt một lầu. Thì mái này thì chú muốn là lợp ngói màu đỏ nhưng mà kết hợp với ngói màu xanh là sẽ có xếp thành ngói màu xanh sẽ xếp thành chữ BT như thế này. Còn mái phía bên nhà một trệt một lầu này thì sẽ lợp ngói màu xanh và kết hợp ngói xếp thành chữ BT và màu đỏ. Thì đây là một kiểu mà chú thích về cái lan can tay vịn đi đi lên cái bậc 7 cấp có đi lên nhà.
Còn kiểu mái màu xanh là giống như thế này. Ngoài ra thì chú dự định là nhà mình sẽ làm cổng này mà đã đặt sẵn, cho nên phương án là sau này chúng ta thiết kế là sẽ chừa vị trí này để nhà chú làm cổng. Thì ngôi nhà này thì lại chia ra làm hai, một bên thì chỉ có tầng trệt, bên này thì chỉ có là phòng thờ và phòng bếp, bên này thì một trệt một lầu. Thì lưu ý là chỉ là cái khoảng đỏ này, thay vì là làm cửa sổ thì sẽ là một khung kính cường lực và cố định chạy dọc theo tường này, cũng khung kính cường lực đó. Rồi tường bên này thì sẽ là tường xây bằng gạch kiến trúc ngày cổ ngày xưa, không chắc vữa. Phía bên này thì sẽ là một sảnh phụ. À, thêm là cái phần về mái, thì mái của chú thì có muốn có hơi khác biệt, nên là cũng vẽ lúc ở nhà thì cũng có vẽ sơ bộ cho chú hình dung. Giống như yêu cầu của chú là cái mái phía tre của cái phía bên này thì sẽ là mái ngói màu xanh, nhưng mà có cái phần này là cái phần xếp ngói màu đỏ ra thành chữ BT hai phía bên, hai của phần mái này. Còn phía mái bên này thì sẽ là một trệt một lầu, thì sẽ là lợp ngói màu đỏ nhưng mà kết hợp với ngói màu xanh xếp thành chữ BT. Thì đó là yêu cầu của chú, nên là anh em thiết kế có thể là cố gắng lên cho phù hợp với nhu cầu của gia đình.